Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe tác phẩm Lục Vân Tiên, tác giả Nguyễn Đình Chiểu, giọng đọc Kẻ Trộm Hương. Lục Vân Tiên là một tác phẩm truyện thơ nôm nổi tiếng của Nguyễn Đình Chiểu, được sáng tác vào cuối thế kỷ 19 và được Trương Vĩnh Ký cho xuất bản lần đầu tiên vào năm 1889. Đây là một trong những sáng tác có vị trí cao của văn học miền Nam Việt Nam. Truyện Lục Vân Tiên mà người miền Nam thường gọi là thơ Lục Vân Tiên là một cuốn tiểu thuyết về luân lý, cốt bạn đạo làm người với quan niệm văn dĩ tải đạo. Tác giả muốn đem gương người xưa mà khuyên người ta về cương thường, đạo nghĩa. Trong truyện Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu đã dựng lên cả một xã hội, trong đó những nhân vật chính diện tiêu biểu là Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga đã tượng trưng cho tài năng, trí tuệ, nhân phẩm của con người. Đó là những con người học rộng, tài cao. Tuy mỗi người mỗi vẻ, mỗi nét mặt khác nhau, nhưng họ đều là những người cương trực, khẳng khái, dị tha và trọng nghĩa hiệp. Họ sẵn sàng cứu giúp người khác không sợ khó khăn nguy hiểm và nêu cao cái nghĩa khí, giữa đường gặp sự bất bình chẳng tha. Họ kiên trì đứng về lẽ phải mà suy nghĩ và hành động. Những đặc tính cao đẹp đó cũng chính là những đức tính cơ bản của con người Việt Nam nói chung và của nhân dân Nam Bộ nói riêng. Những đặc tính đó đã hình thành và củng cố trên trường kỳ lịch sử, nhất là trong quá trình dân tộc ta khai phá và mở mang mảnh đất miền Nam của Tổ quốc, cho nên nó đặc biệt thể hiện rõ nét ở nhân dân Nam Bộ. Những đặc tính đó không những đã được phản ánh trong văn học dân gian mà còn được khẳng định trong sử sách. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói, phải hiểu đúng Lục Vân Tiên thì mới thấy hết giá trị của bản trường ca này. Đây là một bản trường ca ca ngợi chính nghĩa, những đạo đức đáng quý trọng ở đời, ca ngợi những người trung nghĩa. Nhân cách của Nguyễn Đình Chiểu cũng là một minh chứng sống động về những đức tính tốt đẹp ấy. Cuộc đời dù nghiệt ngã, nhưng sự nghiệp của con người ấy không vì thế mà buông xuôi theo số phận. Vượt qua số phận để đứng vững trước sóng gió của cuộc đời, chính là thái độ sống có văn hóa, là nhân cách cao đẹp của Nguyễn Đình Chiểu. Không chỉ vậy, cuộc đời ông còn là một tấm gương ngời sáng về lòng yêu nước, thương dân, về tinh thần bất khuất trước kẻ thù. Tuy bị mù, không thể trực tiếp tham gia vào cuộc kháng chiến, nhưng ông vẫn thường bàn bạc diệt quân với đốc binh Là và trao đổi thư tự với Trương Định, những lãnh tụ nghĩa quân chống Pháp lúc bấy giờ. Khi tản cư về quê vợ ở Ba Tri, ông vẫn giao thiệp với các chí sĩ yêu nước và làm thơ văn phục vụ công cuộc kháng chiến của dân tộc. Khi Pháp chiếm luôn ba tỉnh miền Tây còn lại, các cuộc khởi nghĩa ở miền Nam đã bị dập tắt. Khi mà một số lớn các nhà chí sĩ ra Bình Thuận, thì Nguyễn Đình Chiểu vẫn ở lại Ba Tri, nêu cao tấm gương bất hợp tác với địch. Mặc dù thực dân Pháp tìm mọi cách để mua chuộc, dụ dỗ ông, nhưng ông vẫn một mực cự tuyệt. Khi chiếu Cần Dương được ban bố, phong trào kháng Pháp lại sục sôi khắp Bắc và Trung Kỳ, ông lại tràn đầy tin tưởng vào cuộc chiến đấu mới của dân tộc. Cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương sáng ngời về ý chí và nghị lực sống, lòng yêu nước, thương dân và tinh thần bất khuất trước kẻ thù. Con người ấy, người đọc đã gặp trong hình ảnh chàng trai Lục Vân Tiên, người thanh niên lý tưởng của thời đại trong truyện Lục Vân Tiên. Cuộc đời ông làm ta cảm phục và văn thơ ông cũng được ta yêu mến. Ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm quý, Lục Vân Tiên, Dương Tự, Hà Mậu, Ngư Tiểu Y Thuật Vấn Đáp, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc, Văn Tế Nghĩa Sĩ Trận Vong Lục Tỉnh, Văn Tế Trương Định. Giá trị của những án văn thơ ấy vẫn còn sống mãi trong lòng người đọc bởi lý tưởng đạo đức, nhân nghĩa và tấm lòng yêu nước, thương dân tha thiết của ông. Trên cương vị của một nhà thơ, cái sâu sắc, thâm thúy trong thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu chính là chỗ chê khen, biểu dương và phê phán, thương ghét rõ ràng, chính tà minh bạch, hợp đạo lý, thuận tình người, theo đúng chuẩn mực văn hóa Việt Nam. Trong thơ văn của ông, không có loại thơ văn thuần túy giải sầu, chúng nhằm mục đích chiến đấu, bảo vệ đạo đức của nhân dân và quyền lợi của Tổ quốc. Ở đó, lý tưởng nhân nghĩa luôn được đề cao. Lý tưởng ấy phù hợp với truyền thống văn hóa của nhân dân ta.
Phần 1. Lục Dân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Hồi 1. Dân Tiên tạ thầy xin về đi thi. Trước đèn xem truyện Tây Minh, gẫm cười hai chữ nhân tình éo le. Hỡi ai lẳng lặng mà nghe, giữ răng diệt trước lành dè thân sau. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu trao mình. Có người ở quận Đông Thành, tu nhân tích đức sớm sinh con hiền. Đặt tên là Lục Dân Tiên, tuổi vừa 28, nghề chuyên học hành. Theo thầy nấu sử sôi kinh, tháng ngày bao quản sân trình lao đao. Văn đà khởi phụng đằng giao, võ thêm ba lượt sáu thao ai bị. Sảy nghe mở hội khoa thi, Dân Tiên vào tạ tôn sư xin về. Bấy lâu cửa thánh dựa kề, đã tươi khí tượng lại xuê tinh thần. Nay đà gặp hội phong dân, ai ai mà chẳng lập thân buổi này. Chí Lâm bắn nhạn gian mây, danh tôi Đặng Trạng tiếng thầy bay xa. Làm trai trong cõi người ta, trước lo báo bổ sau là hiển giang. Tôn sư bàn luận tai nạn, gẫm trong số hệ khoa trạng còn xa. Mây trời chẳng dám nói ra, xui thầy thương tớ xót xa trong lòng. Sao dầu tỏ nổi đục trong, phải toan một phép để phòng hộ thân. Trẻ con xuống chốn phong trần, thầy cho hai đạo phù thần đem theo. Chẳng may mà gặp lúc nghèo, xuống sông cũng vững, lên đèo cũng an. Tôn sư trở lại hậu đàn, Dân Tiên ngơ ngẩn lòng càng sanh nghi. Chẳng hay mình mắc việc chi, tôn sư người dạy khoa kỳ còn xa. Hay là bối rối việc nhà, hay là đức bạc, hay là tài sơ. Bấy lâu lòng những ước mơ, hội này chẳng gặp, còn chờ hội nào. Nên hư chẳng biết làm sao, chi bằng hỏi lại lẽ nào cho minh. Đặng cho rõ nổi sự tình, ngõ sao ngàn dặm đăng trình mới an. Tôn sư ngồi hãy thở than, ngó ra trước án thấy chàng trở vô. Hỏi rằng dạng lý trường đồ, sao chưa cất gánh trở vô việc gì? Hay là con hãy hồ nghi, thầy bàn một việc khoa kỳ ban trưa. Dân Tiên nghe nói liền thưa, tiểu sinh chưa biết nắng mưa buổi nào. Sông đường tuổi hạt đã cao, xin thầy nói lại âm hao con tường. Tôn sư nghe nói thêm hương, dắt tay ra chốn tiện đường xem trăng. Nhân cơ tàn sự dặn rằng, việc người chẳng khác việc trăng trên trời. Tuy là soi khắp mọi nơi, khi mờ, khi tỏ, khi dơi, khi đầy. Sao con chẳng rõ lẽ này, lựa là con phải hỏi thầy làm chi. Số con hai chữ khoa kỳ, khôi tinh đã trạng, tử di thêm lòa. Hiềm gì ngựa chạy đường xa, thỏ vừa ló bóng, gà đà gáy tan. Bao giờ cho tới Bắc Phan, gặp chuột ra đồng, con mới nên danh. Sao dầu đặng chữ hiển dinh, mấy lời thầy nói tiền trình chẳng sai. Trong cơn bỉ cực thái lai, giữ gìn cho vẹn, diệt ai chớ sờn. Dân Tiên vội giả tạ ơn, trăm năm dốc giữ, keo sơn một lời. Hồi 2. Dân Tiên lên đường gặp lũ sơn đài. Ra đi vừa rạng chân trời, ngùi ngùi ngó lại nhớ nơi học đường. Tiên rằng thiên cát nhất phương, thầy đeo đoạn thảm tơ dương mối sầu. Quảng bao thân trẻ giải dầu, mang đai tử lộ quẩy bầu nhan uyên. Bao giờ cá nước gặp duyên, đặng cho con thảo phỉ nguyện tôi ngay. Kể từ lướt dặm tới nay, mỏi mê hầu đã mấy ngày sông sương. Đoái nhìn phong cảnh thêm thương, dơi dơi dặm cũ nẻo đường còn xa. Chi bằng kiếm chốn lân gia, trước là tìm bạn, sau là nghỉ chân. Việc chi than khóc tưng bừng, đều đem nhau chạy vào rừng lên non. Tiên rằng bớ chú cổng con, việc chi nên nổi bon bon chạy hoài. Dân rằng tiểu tử là ai, hay là một đảng sơn đại theo tao. Tiên rằng cới sự làm sao, xin ngừng vài bước sẽ trao một lời. Dân nghe tiếng nói khoan thai, kêu nhau đứng lại bày lời phân qua. Nhân rầy có đảng lâu la, tên rằng Đỗ Dự, hiệu là Phong Lai. Nhóm nhau ở chốn sơn đài, người đều sợ nó có tài khôn đương. Bây giờ xuống cướp thôn hương, thấy con gái tốt qua đường bắt đi. Xóm làng chẳng dám nói chi,
cám thương hai gã nữ nhi mắt nàng. Còn ai dốc ngọc mình vàng, má đào mày liễu dung nhan lạnh lùng. E khi mắt đảng hành hung, uổng trang thục nữ sánh cùng thất phu. Thôi thôi, chẳng dám nói lâu, chạy đi cho khỏi kẻo âu tới mình. Dân tiên nổi giận lôi đình, hỏi thăm lũ nó còn đình nơi nào. Tôi xin ra sức anh hào, cứu người cho khỏi lao đao buổi này. Dân rằng, lũ nó còn đây, qua xem tướng mậu thơ ngay đã đành. E khi quả hổ bất thành, khi không mình lại xô mình vào hang. Dân tiên ghé lại bên đàn, bẻ cây làm gậy tìm đàn chạy vô. Kêu rằng, bớ đảng hung đồ, chớ quen làm thói hồ đồ hại dân. Phong Lai mặt đỏ phừng phừng, thằng nào dám tới lẫy lần vào đây? Trước gây việc dữ tại mày, truyền quân bốn phía phủ dây bịch bùng. Dân tiên tả đột hữu xong, khác nào Triệu Tử phá dòng đương gian. Lâu la bốn phía dở tan, đều quăng gươm giáo tìm đàn chạy ngay. Phong Lai trở chẳng lập tay, bị tiên một gậy thác rầy thân vong. Hồi ba, dân tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Dẹp rồi lũ kiến chòm ông, hỏi, ai than khóc ở trong xe này? Thưa rằng, tôi thiệt người ngay, sa cơ nên mới lầm tay hung đồ. Trong xe chật hẹp khôn phô, cúi đầu trăm lạy cứu cô tôi cùng. Dân tiên nghe nói động lòng, đáp rằng, ta đã trừ dòng lâu la. Khoan khoan, ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái, ta là phận trai. Tiểu thư con gái nhà ai, đi đâu nên nổi mang tai bất kỳ. Chẳng hay tên họ là chi, khuê môn phận gái, việc gì đến đây? Trước sau chưa hẳn dạ này, hai nàng ai tớ ai thầy nói ra. Thưa rằng, tôi Kiều Nguyệt Nga, con này tỳ tất tên là Kim Liên, quê nhà ở quận Tây Xuyên, cha làm tri phủ ở miền Hà Khê. Sai quân đem bức thư về, trước tôi qua đó định bề nghi gia. Làm con đâu dám cãi cha, ví dầu ngàn dặm, đàn xa cũng đành. Chẳng qua là sự bất bình, hay vậy cũng chẳng đăng trình làm chi. Lâm nguy chẳng gặp giải nguy, tiếc trăm năm cũng bỏ đi một hồi. Trước xe quân tử tạm ngồi, xin cho tiện thiếp lạy rồi sẽ thưa. Chúc tôi liệu yếu đào thơ, giữa đường lâm phải bụi dơ đã phần. Hà Khê qua đó cũng gần, xin theo cùng thiếp đền ơn cho chàng. Gặp đây đương lúc giữa đàn, của tiền không có, bạc vàng cũng không. Ngẫm câu báo đức thù công, lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi. Dân tiên nghe nói liền cười, làm ơn há dễ trong người trả ơn. Nay đã rõ đặng nguồn cơn, nào ai tính thiệt so hơn làm gì. Nhớ câu kiến ngãi bất di, làm người thế ấy cũng phi anh hùng. Đó mà biết chữ thủy chung, lựa là đây phải theo cùng làm chi. Nguyệt Nga biết ý chẳng đi, hỏi qua tên họ một khi cho tường. Thưa rằng, tiện thiếp đi đường, chẳng hay quân tử quê hương nơi nào. Phúc nghe lời nói thanh tao, dân tiên há nở lòng nào phôi pha. Đông Thành vốn thiệt quê ta, họ là Lục Thị, tên là Dân Tiên. Nguyệt Nga vốn đấng thuyền quyên, tai nghe lời nói tay liền rút trâm. Thưa rằng, nay gặp tri âm, xin đưa một vật để cầm làm tin. Dân tiên ngơ mặt chẳng nhìn, Nguyệt Nga liếc thấy càng thình nết na. Vật chi một chút gọi là, thiếp đưa chưa dứt chàng đà làm ngơ. Của này là của giấc dơ, lòng chê cũng phải, mặt ngơ sao đành. Dân tiên khó nổi làm thinh, chữ ơn buộc lại chữ tình lấy dây. Than rằng, đó khéo trêu đây, ơn kia đã mấy, của này rất sang. Đương khi gặp gỡ giữa đàn, một lời cũng nhớ ngàn vàng chẳng phai. Nhớ câu trọng nghĩa khinh tài, nào ai chịu lấy của ai làm gì? Thưa rằng, chú phận nữ nhi, vốn chưa biết lẽ có khi mất lòng. Ai dè những đấng anh hùng, thấy trâm thôi lại thẹn thùng cùng trâm. Triền than, trâm hỡi là trâm, vô duyên chi mấy ai cầm mà mơ. Đưa trâm, chàng đã làm ngơ, thiếp xin đưa một bài thơ giả từ. Dân tiên ngó lại rằng ừ, làm thơ cho kịp bấy chữ chớ lâu. Nguyệt Nga ứng tiếng xin hầu, xuống tay liền tả tám câu năm dần. Thơ rồi nảy thiếp xin dân, ngửa trong lượng rộng, văn nhân thể nào.
Dân tiên xem thấy ngạc ngào, ai dè sức gái tài cao bực này. Đã mau mà lại thêm hay, chẳng phen tạ nữ cũng tày từ phi. Thơ ngâm vũ xuất vũ kỳ, cho hay tài gái kém gì tài trai. Như vậy ai lại thua ai, dân tiên quả lại một bài trao tra. Xem thơ biết ý gần xa, mai hòa giận điểu, điểu hòa giận mai. Có câu xúc cảnh hứng hoài, đường xa dọi dọi, dặm dài dơi dơi. Ai ai cũng ở trong đời, gặp nhau ta đã cạn lời thời thôi. Hồi 4. Kiều Nguyệt Nga về Hà Khê. Dân tiên từ giả phản hồi, Nguyệt Nga than thở, tình ôi là tình, nghĩ mình mà ngán cho mình, nỗi ơn chưa trả, nỗi tình lại dương. Hữu tình hai chữ quyên ương, chuỗi sầu ai khéo dấn dương vào lòng. Nguyện cùng Nguyệt lão hỡi ông, trăm năm cho vẹn chữ tòng mới an. Hữu tình chi mấy ngưu lan, tấm lòng chức nữ vì chàng mà nghiêng. Thôi thôi em hỡi Kim Liên, để xe cho chị qua miền Hà Khê. Trải quả dấu thỏ đàn dê, chim kêu dượng hú tứ bề nước non. Giải trời cho đặng vuông tròn, trăm năm cho trọn lòng son với chàng. Phút đầu đã tới phủ đàn, Kiều Công xem thấy lòng càng sanh nghi. Hỏi rằng, nào trẻ tùy nhi, cớ sao nên nổi con đi một mình? Nguyệt Nga thưa diệt tiền trình, Kiều Công từ nổi sự tình chẳng vui. Nguyệt Nga dạ hãy ngồi ngồi, nghĩ mình thôi lại sụp sùi đòi cơn. Lao đao phận trẻ chi sờn, no nao trả đặng công ơn cho chàng. Kiều Công nghe nói liền can, dạy rằng, con hãy nghĩ an mình vàng. Khi nào cha rảnh diệt quan, cho quân qua đó mời chàng đến đây. Sao sao chẳng kịp thời chày, cha nguyện trả đặng ơn này mới thôi. Hậu đường con hãy tạm lui, làm khuây dạ trẻ cho vui lòng già. Tây lầu trống điểm sang ba, Nguyệt Nga còn hãy xót xa phận mình. Giờ chân ra chốn qua đình, xem trăng rồi lại chảnh tình cố nhân. Than rằng, lưu thủy cao sơn, ngày nào nghe đặng tiếng đàn tri âm. Chữ tình càng tưởng càng thâm, muốn pha khó lợt, muốn dầm khôn phai. Dời dời đất rộng trời dài, hỡi ai nỡ để cho ai đeo phiền. Trở vào bèn lấy bút nghiêng, đặt bàn hương án chúc nguyện thần linh. Lào lào một tấm lòng thành, quả ra một bức tượng hình nhân tiên. Than rằng, ngàn dặm sơn xuyên, chữ ơn để dạ, chữ duyên nhúm sầu. Phần 2. Lục dân tiên gặp nạn, được thần cứu giúp. Hồi 5. Lục dân tiên đi thi. Chuyện nàng sao hãy còn lâu, chuyện chàng xin nối thứ đầu nói ra. Dân tiên từ cách Nguyệt Nga, giữa đường lại gặp người ra kinh kỳ. Xa xem mặt mũi đen sì, mình cao sồ sộ, dị kỳ rất hung. Nhớ câu bình thủy tương phùng, anh hùng lại gặp anh hùng một khi. Chẳng hay danh tánh là chi, một mình mang gói ra đi việc gì? Đáp rằng, ta cũng xuống thi, hớn minh tánh tự ô mi quê nhà. Dân tiên biết kẻ chính tà, hễ người dị tướng ắt là tài cao. Chữ rằng bằng hữu chi giao, tình kia đã gặp lẽ nào làm khuây. Nên rừng há dễ một cây, muốn cho có đó cùng đây luôn dần. Kìa nơi võ miếu hầu gần, hai ta vào đó nghỉ chân một hồi. Cùng nhau bày tỏ tên rồi, hai chàng từ tạ đều lui ra đường. Hồi 6. Lúc dân tiên để Hấn Minh đi trước, mình về thăm nhà. Hấn Minh đi trước tự trường, dân tiên còn hãy hồi hương giếng nhà. Mừng rằng, nay thấy con ta, cha già hằng tưởng mẹ già luống trông. Bấy lâu đèn sách gia công, con đà nên chữ tan bồng cùng chăng. Dân tiên quỳ lạy thưa rằng, chẳng hơn người cổ cũng bằng người kim. Dám xin cha mẹ an tâm, cho con trả nợ thanh khâm cho rồi. Mẹ cha thấy nói thêm vui, lại lo non nước xa xôi ngàn trùng. Cho theo một đứa tiểu đồng, thư phong một bước dặn cùng dân tiên. Xưa đà định chữ lương duyên, cùng quan hưu trí ở miền Hàn Giang. Con người là võ thể loan, tuổi vừa 27 dung nhan mặn mà. Chữ rằng hồ diệt nhất gia, con đi tới đó trao qua thư này. Con dậu bước đặng thang mây, dưới chân đã sẵn một dây tơ hồng.
Hồi 7, dân tiên ra đi thi, ghé nhà võ công gặp bạn. Song thân dạy bảo vừa xong, dân tiên cùng gã tiểu đồng dời chân. Ra đi tách dặm băng chừng, gió nam rầy đã đưa xuân qua hè. Lại xem dăm liễu đường què, tiếng ong ngơ ngáo, tiếng ve gian dày. Vui xem nước nọ non này, nước sao sóng giận, non dày đá cao. Màn trời gấm trải biết bao, trên nhành chim nói dưới ao cá cười. Quận thành nhắm kiển xem người, kiển xinh như vẽ, người tươi như dồi. Hàng giang phúc đã tới nơi, dân tiên ra mắt một hồi trình thư. Võ công lấy độc bấy giờ, mừng duyên cầm sắc mối tơ đặng liền. Điếc coi tướng mạo dân tiên, khá khen họ Lục phước hiền sinh con. Mày tầm, mắt phụng, môi son, mười phân cốt cách, vuông tròn mười phân. Những e kẻ tấn người tần, nào hay chữ ngẫu đặng gần chữ dai. Xem đà đẹp đẽ hòa hai, này dâu nam giảng, nọ trai đông sàng. Công rằng, ngải tế mới sang, muốn lo việc nước, hãy toan việc nhà. Tiên rằng, nhờ lượng nhạc gia, đại khoa giàu đặng, tiểu khoa lo gì. Công rằng, con dốc xuống thi, sao không kết bạn mà đi tự trường. Gần đây có một họ Dương, tên là Tử Trực, văn chương tót dời. Cha đà sai trẻ qua mời, đặng con cùng gã thử chơi một bài. Thấp cao cao thấp biết tài, vậy sao bạn trước cùng mai mới màu. Xảy đâu Tử Trực tới hầu, võ công sẵn đặt một bầu rượu ngon. Công rằng, này bớ hai con, thơ hay làm đặng, rượu ngon thưởng liền. Muốn cho Trực sánh cùng tiên, lấy câu bình thủy hữu duyên làm đề. Song song hai gã giao kề, Lục Dương hai họ đua nghề một khi. Cho hay kỳ lại gặp kỳ, bạch hàm há dễ kém chi như hoành. Công rằng, đừng quê đôi nhành, bản vàng thẻ bạc đã đành làm nên. Như chuông chẳng đánh chẳng kêu, ngọn đèn tỏ rõ trước khêu bởi mình. Thiệt trang lương đống đã đành, khá khen hai họ tài lành quà hai. Trực rằng, tiên vốn cao tài, có đâu én hộp sánh vai một bầy. Tình cờ mà gặp nhau đây, Trực rằng xin nhượng tiên rầy làm anh. Nay đà nên nghĩa đệ quynh, xin về mai sẽ thượng trình cùng nhau. Phút xem trăng đã đứng đầu, dân tiên vào chốn thư lầu nghỉ an. Võ công trở lại hậu đàn, đêm khuya dạy dỗ thể loan mọi lời. Ngày mai vừa rạng chân trời, tiểu nhi trang điểm ra nơi lê đình. Gọi là chút nghĩa tống tình, phòng sao cho khỏi bất bình cùng nhau. Bóng trăng vừa lộ cành dâu, dân tiên vào tạ dây lâu xuất hành. Ra đi vừa thuở bình minh, thể loan đứng trước lê đình diễm dung. Thưa rằng, quân tử phó công, xin thương bộ liễu chữ tòng ngây thơ. Tấm lòng thương gió nhớ mưa, đương xa ngàn dặm xin đưa một lời. Ngày nay thánh chúa trị đời, nguyện cho linh phụng gặp nơi ngô đồng. Quảng bao chút phận má hồng, phòng khuya dò dỏ đợi trong khôn lường. Chàng dâu cung quế xuyên dương, thiếp xin hai chữ tao khương cho bằng. Xin đừng tham đó bỏ đăng, chơi lê quên lựu, chơi trăng quên đèn. Tiên rằng, như lửa mới nhen, dễ trong một bếp mà nhen mấy lò. May duyên trũi nợ dễ phò, chớ nghi ngô khởi, hãy lo mãi thần. Thể loan vội vã lui chân, dân tiên từ biệt trong chừng Trường An. Hồi 8, Lục dân tiên từ biệt võ công và thể loan, lên đường ra kinh thi, gặp Dương Tử Trực, Trịnh Hâm, Bùi Kiệm. Xa xa giữa mấy dặm đường, gặp Dương Tử Trực dạy đoàn đều đi. Trải qua thủy tú sơn kỳ, phí lòng cá nhảy, gặp thì rồng bay. Người hay lại gặp cảnh hay, khác nào tiên tử chơi trầy bồng lai. Cùng nhau tả chút tình hoài, năm ba chén rượu, một vài câu thơ. Công danh ai chẳng ước mơ, ba tầng cửa giỏ một giờ nhảy qua. Cùng nhau bàn bạc gần xa, chữ tài chữ mệnh xưa hòa ghét nhau. Trực rằng, rồng xuống vực sâu, mặc dầu giỡn sống, mặc dầu chơi mây. Tiên rằng, hồng hộc đều bay, e khi mỏi cánh lạc bầy về sao. Mãn còn trò chuyện với nhau, trong chừng kinh địa đã hầu tới nơi. Chênh chênh vừa xế mặt trời, hai người tìm quán nghỉ ngơi đợi kỳ.
phút đầu gặp bạn đi thi đều bày tên họ một khi mới tường. Một người ở quận Phan Dương, tên Hâm, họ Trịnh, tầm thường nghề văn. Một người ở quận Dương Xuân, họ Bùi, tên Kiệm, tác chừng đôi mươi. Hai người lại gặp hai người, đều vào một quán vui cười ngã nghiêng. Kiệm rằng, nghe tiếng anh Tiên, nay đã thấy mặt Phỉ Nguyện ước ao. Hâm rằng, chưa biết thấp cao, làm thơ mới biết bậc nào tài năng. Bèn kêu ông quán nói rằng, khá toàn sắm sửa đồ ăn cho bề. Quán rằng, thịt cá ê hề, khô lân, chả phụng, bụng bề thiếu đâu. Kìa là thuốc lá ướp ngâu, trà ve tuyết điểm, rượu bầu cúc hương. Để khi đãi khách vào sang, đãi người văn vật, đãi trang anh hùng. Bỉ bàn trà rượu đã xong, bốn người ngồi lại một vòng làm thơ. Kiệm Hâm còn hãy ngẩn ngơ, phút thơ Tiên Trực một giờ vừa xong. Kiệm Hâm xem thấy lạ lùng, gẫm nghi Tiên Trực viết tùng cổ thi. Chẳng hay ông quán cười chi, vỗ tay xuống chiếu một khi cười dài. Tiên rằng, ông quán cười ai? Quán rằng, cười kẻ bất tài đồ thơ, cười người tôn tẩn không lừa, trước đã thấy mấy chẳng ngừa bàn quyên. Trực rằng, lời nói hữu duyên, thấy trong kinh sử có tuyền cùng chăng? Quán rằng, kinh sử đã từng, coi rồi lại khiến lòng hằng xót xa. Hỏi thời ta phải nói ra, vì chưng hay ghét cũng là hay thương. Tiên rằng, trong đục chưa tường, chẳng hay thương ghét, ghét thương lẽ nào? Quán rằng, ghét việc tầm phào, ghét cay, ghét đắng, ghét vào tới tâm. Ghét đời kiệt trụ mê dâm, để dân đến nỗi xa hầm sảy hang. Ghét đời u lệ đa đoan, khiến dân luống chịu lầm than muôn phần. Ghét đời ngũ bá phân dân, chuộng bề dối trá làm dân nhọc nhằn. Ghét đời thúc quý phân băng, sớm đầu tối đánh lằng nhằng rối dân. Thương là thương đức thánh nhân, khi nơi tống vệ lúc trần lúc khuôn. Thương thầy nhan tử dở dang, 31 tuổi tách đạt công danh. Thương ông gia cát tài lành, gặp cơn hán mạc đã đành phôi pha. Thương thầy đồng tử cao xa, chí thời có chí, ngôi mà không ngôi. Thương người nguyên lượng bùi ngùi, lỡ bề giúp nước lại lui về cày. Thương ông hàng vũ chẳng mai, sớm dân lời biểu tối đầy đi xa. Thương thầy liêm lạc đã ra, bị lời xua đuổi về nhà giáo dân. Xem qua kinh sử mấy lần, nửa phần lại ghét, nửa phần lại thương. Trực rằng, chùa rách Phật vàng, ai hay trong quán ẩn tàng kinh luân. Thương dân sao chẳng lập thân, để khi nắng hạ toan phần làm mưa. Quán rằng, nghiêu thuấn thuở xưa, khó ngăn sào phủ, khôn ngừa hứa do. Di tề chẳng khứng giúp châu, một mình một núi ai hầu chi ai. Ông y ông phó ôm tài, kẻ cày người cuốc đoái hoài chi đâu. Thái công xưa một cần câu, sớm mai xong dị mặc dầu vui chơi. Nghiêm lăng đã mấy đua bơi, cày mây cần nguyệt tả tơi áo cầu. Trần đoàn chẳng chút lo âu, gió trăng một túi công hầu chim bao. Người nay có khác xưa nào, muốn ra ai cấm, muốn vào ai ngăn. Kiệm rằng, lão quan nói nhăng, giàu cho trải việc cũng thằng bán cơm. Gói rơm theo phận gói rơm, có đâu ở thấp mà chồm lên cao. Quán rằng, sấm chớp mưa rào, ít nằm đáy giếng thấy bao nhiêu trời. Sông trong cá lội thảnh thơi, xem hai con mắt sáng ngời như châu. Uống thay đàn gãi tay trâu, nước sao đầu dịch nghỉ lâu nực cười. Tiên rằng, ông quán chớ cười, đây đà nhớ đặng bảy người trước lâm, cùng nhau kết bạn đồng tâm, khi cờ khi rượu khi cầm khi thi. Công danh phú quý màng chi, cho bằng thông thả mặc khi vui lòng. Trường nho biển thánh mênh mông, dễ ai lặn lội cho cùng dễ dây. Quán rằng, đó biết lòng đây, lời kia đã cạn, rượu này thưởng cho. Kiệm Hâm là đứa so đo, thấy Tiên dường ấy âu lo trong lòng. Khoa này Tiên ắt đầu công, Hâm dẫu có đậu cũng không xong rồi. Mãn còn nghĩ việc tới lui, sảy nghe trống đã dục thôi vào trường. Kẻ thùng người thấp đầy đường, lao sao đoàn bảy, chàng tràng lũ ba.
Dân tiên vừa bước chân ra, bỗng đâu xảy gặp tinh nhà đưa thư. Hồi chín, lục dân tiên hay tin mẹ mất, quậy quả trở về. Khai phong mới tỏ sự cơ, mình gieo xuống đất vật chờ hồn qua. Hai hàng luyện ngọc nhỏ xa, trời nam đất bắc xót xa đoạn trường. Anh em ai nấy đều thương, trời ơi há nở lấp đường công danh. Những năm công toại danh thành, nào hay từ mẫu u minh sớm dời. Gắn vào trong quán an nơi, tớ thầy than thở liệu thời quy lai. Tiểu đồng thở vắng than dài, trời ơi trời nở phụ tài người ngay. Trực trằng đã đến nỗi này, tiểu đồng bậu hãy làm khuây giải phiền. Sớm mai than thuốc giữ gìn, chờ ta vài bữa ra trường sẽ hay. Bây giờ kiếp trước thợ may, sắm đồ tang phục nội ngày cho xong. Dây rơm, mũ bạc, áo thùng, cứ theo trong sách văn công mà làm. Tiên rằng mẹ bắt con nam, nước non dòi dọi đã cam lỗi nghì. Trong mình không cánh không di, lấy chi bớt dậm, lấy chi bớt đàn. Vào tràng phút lại gặp tan, ngẩn ngơ người ở, ngỡ ngàng kẻ đi. Việc trong trời đất biết chi, sao giờ giật đổi, còn gì mà trông. Hai hàng lụy ngọc rồng rồng, tưởng bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Cánh buồm bao quãng gió siêu, ngàn trùng biển trọng chín chiều ruột đau. Thương thai chín chữ cù lao, ba năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Quán trằng, trời đất thình lình, gió mưa đâu phút gãy cành thiên hương. Ai ai trông thấy cũng thương, lỡ bề báo hiếu, lỡ đường lập thân. Dầu cho trước quỷ mưu thần, phong trần ai cũng phong trần như ai. Éo le ai khéo đặt bày, chữ tài liền với chữ tai một dần. Đường đi hơn tháng chẳng gần, khi qua khi lại mấy lần xông pha. Xảy đâu bạc tác vừa ra, trực cùng hâm kiệm xúm mà đưa tiên. Hâm rằng, anh chớ ưu phiền, khoa này chẳng gặp, ta nguyền khoa sao? Thấy nhau khó nổi giúp nhau, một dần mấy bạc giàu giàu khá thương. Dân tiên cất gánh lên đường, Trịnh Hâm ngó lại đôi hàng nhỏ xa. Đi vừa một dặm xa xa, phút nghe ông quán bốn ba theo cùng. Quán rằng, thường đấng anh hùng, đưa ba quần thuốc để phòng hộ thân. Chẳng may gặp lúc gian truân, đường khi quá đói, thuốc thần cũng no. Tiên rằng, cúi đội ơn cho, tấm lòng ngại ngại hãy lo xa gần. Quán rằng, ta cũng bâng khuâng, thấy vậy nên mới tị trần đến đây. Non xanh nước biếc vui dày, khi đem rượu cúc, khi ngày trà lan. Dẫn thân vào chốn an nhàn, thoát vòng danh lợi, lánh đàn thị phi. Nói rồi quậy quả ra đi, dân tiên xem thấy càng nghi trong lòng. Trong chừng dặm cũ thẳng sông, nghĩ đòi cân lại, não nồng đòi cơn. Nên hư chút phận chi sờn, nhớ câu dưỡng dục, lo ơn sinh thành. Mang câu bất hiếu đã đành, nghĩ mình mà thẹn cho mình làm con. Trọn đời một tấm lòng son, chí lâm trả nợ nước non cho rồi. Nào hay nước chảy qua trôi, nào hay phận bạc như vôi thế này. Một mình ngơ ngẩn đường mây, khác nào chiếc nhạn lạc bầy kêu sương. Đến nay lâm diệt mới tường, hèn chi thầy dạy khoa trường còn xa. Tiểu đồng thấy vậy thưa qua, gẫm đây cho đến quê nhà còn lâu. Thế sao chẳng bớt cơn sầu, mình đi đã mỏi, dòng châu thêm nhuận. E khi mang bệnh nửa chừng, trông nom khó liệu giữa rừng khôn toan. Tiên rằng, khô héo lá gan, ôi thôi con mắt đã mang lấy sầu, mịt mù nào thấy chi đâu. Chân đi đã mỏi, mình đau như dần, có thân phải khổ vì thân, thân ôi thân biết mấy lần chẳng may. Động rằng, trời đất có hay, ra đi vừa đặng 10 ngày lại đau. Một mình nhắm trước xem sao, xanh xanh bờ cõi giàu giàu cỏ cây. Vốn không làng xóm chi đây, xin lần tới đó tìm thầy thuốc thang. Vừa mai gặp khách qua đàn, người người đều chỉ vào làng Đồng Văn. Dắt nhau khi ấy hỏi phăng, gặp thầy làm thuốc hiệu là Triệu Ngang. Ngang rằng, khá tạm nghỉ an, trạng ngày coi mạch đầu thang mới đành. Gặp ta bệnh ấy ắt lành, bạc tiền trong gói sẵn dành bao nhiêu. Đồng rằng, tiền bạc chẳng nhiều, xin thầy nghĩ lượng được điều thuốc thang. May mà bệnh ấy đặng an, bạc còn 2 lượng trao sang cho thầy. Ngang rằng,
ta ở chốn này, ba đời nối nghiệp làm thầy dừa ba. Sách chi cũng đủ trong nhà, nội kinh đã sẵn, ngoại khoa thêm màu. Trước xem y học làm đầu, sau coi thọ thế thứ cầu đông y. Gẫm trong ngân hải tinh di, cùng là can mục thua gì thanh nan. Gẫm trong tập nghiêm lương phan, cùng là ngự toản trải đàn hồi xuân. Dĩ chi sẵn đặt quân thần, thuốc thời bào chế mười phần nở nang. Mạch thời độc mạch lư sang, đặt vào tay bệnh biết đàn tử sinh. Lục quân tứ vật than danh, thập toàn bát dị sẵn dành đổi thương. Lại thông bát trận tân phương, lâm nhầm ngoại cảm đầu thang ngũ sài. Đồng Trăng: thầy thiệt có tài, xin vào coi mạch luận bài thú chi. Ngang Trăng: lục bộ đều suy, bộ quan bên tả mạch đi phủ hồng. Cứ trong kinh lạc mà thông, mạng môn tước quả đã xông lên đầu. Tam tiêu tích nhiệt đã lâu, muốn cho giáng quả phải đầu tư âm. Quỳnh Liên, Quỳnh Bá, Quỳnh Cầm, gia vào cho bội nhiệt tâm mới bình. Ngoài thời cho điểm giảng linh, trong thời cho uống hoàng tình mới xong. Khá trao hai lượng bạc trồng, bổ thêm vị thuốc để phòng đầu thang. Chẳng qua làm phúc cho chàng, nào ai đòi chuột đòi đàn chi ai. Tiểu Đồng những ngỡ thiệt trò, vội vàng mở gói chẳng nài liền trao. 10 ngày chẳng bớt chút nào, thêm đau trong dạ như bào như soi. Đồng Trăng: vào đó thầy coi, bệnh thời không giảm, thầy đòi tiền thêm. Ngang Trăng: nằm thấy khi đêm, tiên sư mách bảo một điềm chim bao. Quỷ thần người ở trên cao, e khi đường xa lẽ nào biết đâu. Tiểu Đồng, người khá qua cầu, cùng ông thầy bói ở đầu Tây Viên. Tiểu Đồng nghe nói đi liền, gặp ông thầy bói đặt tiền mà coi. Bói rằng: ta bói hẳn hoi, bói hay đã dậy, người coi đã đầy. Ta đây nào phải các thầy, bây giờ bây giấc nói nhây không nhầm. Ôm nhuận châu Việt mấy năm, 64 quẻ, 300 dư hào. Quỳnh kim giả hạt sách cao, lục nhâm lục giáp chỗ nào chẳng hay. Can chi đều ở trong tay, đã thông trời đất lại hay diệt người. Đặt tiền quan mốt 40, khay trầu chén rượu cho tươi mới thành. Thầy bèn gieo đặng quẻ lành, chiếm tên tuổi ấy lộ trình mắc chi. Ứng vào rùa với cỏ thi, rồi thầy coi quẻ một khi mới tường. Đồng Trăng: người ở Đông Phương, nhân đi buôn bán giữa đường chẳng an. Con nhà họ Lục là chàng, tuổi vừa 28, còn đang thơ ngây. Bói Trăng: đinh mão năm nay, hèn chi giáp tý ngày trầy chẳng an. Mạng kim lại ở cung càng, tuổi này là tuổi giàu sang trong đời. Cậu tài quẻ ấy xa vời, khen người khéo nói những lời trêu ta. Cầm tiền gieo xuống xem qua, một dao hai sách lại ba hào trùng. Trang thành là quẻ lục xung, thấy hào phụ mẫu khắc cùng tử tôn. Quá ra làm quẻ du hồn, lại thêm thấy động khắc dồn hào quang. Cứ trong quẻ ấy mà bàn, tuổi này mới chịu mẫu tan trong mình. Xui nên phát bệnh thình lình, vì chân ma quỷ lộ trình rất thiên. Muốn cho bệnh ấy đặng yên, phải tìm thầy pháp chữa chuyên ít ngày. Đồng Trăng: thầy pháp đâu đây? Bói Trăng: cũng ở chốn này bước ra, pháp hay tiếng dậy đồn xa, tên là đạo sĩ ở Trà Hương thôn. Tiểu Đồng mới chạy bôn bôn hỏi thăm đạo sĩ Hương thôn chốn nào. Chợ đông buôn bán lao sao, người ta liền chỉ nơi nào chẳng xa. Đồng đi một buổi tới nhà, đạo sĩ xem thấy lòng mà mừng thay. Đồng Trăng: nghe tiếng thầy đây, trừ ma ếm quỷ, phép thầy rất hay. Pháp Trăng: ấn đã cao tay, lại thêm phụ chú xưa nay ai bì. Qua sông cá thấy xếp di, vào rừng cập thấy phải quỳ lạy đưa. Pháp hay hú gió kêu mưa, sai chim khiến dượng đuổi lừa giật trâu. Pháp hay miệng niệm một câu, tống thâu muôn vật vào bầu hồ linh. Phép hay sai đậu thành binh, bệnh hình làm tướng phá thành diêm dương. Phép hay dạo quả phó thang, ngồi gươm đứng giáo mở đàn thiên quang. Có 3 lượng bạc trao sang, đặng thầy sắm sửa lập đàn chữa cho. Đồng Trăng: tôi chẳng so đo, khuyên thầy gắng sức, chớ lo khó giàu. Bấy lâu thầy tớ theo nhau, bạc dành 2 lượng phòng sau đi đàn. Chữa chuyên bệnh ấy đặng an, rồi tôi sẽ lấy đem sang cho thầy.
pháp rằng: "Nhề lấy sang đây, cho thầy toan liệu lập trầy đón ra." Đồng rằng: "Tôi đã lo xa, cực vì người bệnh ở nhà chẳng yên, xin thầy gắng sức chịu phiền, ra công bùa chú chữa chuyên giường nào." Pháp rằng: "Có khó chi sao, người nằm tay chữa, trối trao phù về." Đồng rằng: "Tôi vốn thằng hề, bệnh chi mà khiến chịu bề chữa chuyên?" Pháp rằng: "Ta biết kinh quyền, lao nam chữa bắc mà thuyên mới tài." Tiểu đồng nghe lọt vào tai, lòng mừng vội vã nằm dài chữa chuyên. Pháp bèn cất tiếng hét lên: "Mời ông bạn cổ tọa tiền chứng miên, thỉnh ông đại thánh tề thiên, thỉnh bà võ hậu đều liền đến đây, thỉnh ông nguyên soái chinh tây cùng bà dương mẫu xúm dậy một khi, thỉnh ông phật tổ a di thập phương chư phật phù trì giúp công, lại mời công chúa ngũ long bình nam ngũ hổ hội đồng an dinh, thỉnh trong thiên tướng thiên binh cùng là tam phủ động đình xích lân, thỉnh trong khắp hết quỷ thần cùng đều xuống chốn dương trần vui chơi, cho ngươi ba đạo phù trời uống vào khỏe mạnh như lời chẳng sai." Tiểu đồng dân lĩnh theo lời, lấy phù trở lại toan bài thuốc thang, vào nhà thưa với thầy Ngang: "Pháp phù đã đủ, thầy toan phương nào?" Ngang rằng: "Con bạc trong bao, thời ngươi khá lấy mà trao cho thầy." Đồng rằng: "Tôi hay ở đây, mình kia giàu khá, mình này bán đi." Triệu Ngang biết chẳng còn chi, kiếm đường tráo chát đuổi đi khỏi vòng. "Ở đây làng xóm khó lòng, e khi mưa nắng ai cùng đỡ che." Đồng rằng: "Trong gói vắng que, bởi tin nên mắc, bởi nghe nên lầm, mới lo chạy hết 100, mình ve khô xếp ruột tầm héo giòn. Thương thay tiền mất tật còn, bơ vơ đất khách thon giòn thế này. Thôi thôi, gắng gượng khỏi đây, tôi đi khuyên giáo, đỡ ngày gạo trao." Dân tiên chi xiết nỗi sầu, tiểu đồng dầu dắt gần cầu lá buông. Đường khi mưa gió luôn tuồn, người buồn lại gặp kiển buồn khá thương. Xiết bao ăn tuyết nằm sương, màn trời chiếu đất dặm trường lao đao. Dẫu cho trái trí bực nào, gặp cơn nguy hiểm biết sao mà nhờ. Tiên rằng: "Đi đã ngất ngơ, tìm nơi cây cối bụi bờ nghỉ chân." Đồng rằng: "Chốc nữa khỏi rừng, tìm nơi quán xá sẽ dừng nghỉ ngơi." Non tay vừa khuất mặt trời, tớ thầy dìu dắt tới nơi đại đề. Hồi 10, Trịnh Hâm hại Lục Vân Tiên, trói tiểu đồng trong rừng, xô Lục Vân Tiên xuống sông. Trường Thi một lũ vừa về, Trịnh Hâm xem thấy lại kề hỏi thăm: "Anh về nay đã 2 rằm, cớ sao mang bệnh còn nằm nơi đây?" Tiên rằng: "Tôi vốn chẳng may, chẳng hay chư hữu khoa này thế nào." Hâm rằng: "Tử trật đậu cao, tôi cùng Bùi Kiệm đều vào cử nhân, một mình về trước chiến thân, hai người trở việc còn lần đi sao, đương cơn hoạn nạn gặp nhau, người lành nỡ bỏ, người đau sao đành. Từ đây tới quận Đông Thành, trong mình có bệnh, bộ hành sao sống. Lần hồi đến chốn Giang Trung, tìm thuyền ta sẽ tháp tùng với nhau." Tiên rằng: "Tình trước ngãi sau, có thương xin khá giúp nhau phen này." Hâm rằng: "Anh tạm ngồi đây, tiểu đồng ngươi tới trước này cùng ta, vào rừng kiếm thuốc ngoại khoa, phòng khi sông biển phong ba bất kỳ." Tiểu đồng vội vã ra đi, muốn cho đặng việc quản gã lao đao. Trịnh Hâm trong dạ gươm đao, bắt người đồng tử trói vào gốc cây: "Trước cho hùm cột ăn mày, hại tiên phải dụng mưu này mới xong." Dân tiên ngồi những đợi trông, Trịnh Hâm về nói tiểu đồng cọp ăn. Dân tiên than khóc nằm lăn: "Có đâu địa hâm thiên băng thình lình, bấy lâu đất khách lưu linh, một thầy một tớ lộ trình nuôi nhau, nay đà hai ngã phân nhau, còn ai nâng đỡ trước sau cho mình?" Hâm rằng: "Anh chớ ngại tình, tôi xin đưa tới Đông Thành thời thôi." Dân tiên chi xiết lụy rơi, buồm đà theo gió chạy xuôi một bề. Tiểu đồng bị trói khôn về, kêu la chẳng thấu bốn bề rừng quang: "Phận mình đã mắc tai nạn, cảm thương họ Lục xứ vàng bơ vơ, xiết bao những nỗi giật giờ, đà giang nào biết bụi bờ nào hay. Dân tiên hồn có linh rầy, đem tôi theo giới đỡ đầy chân cung." Giái rồi lụy nhỏ rồng rồng, đêm khuya ngồi dựa cội tòng ngủ quên. Sơn quân ghé lại một bên, cắn dây mở trói cổng lên ra đàn. Tiểu đồng thức dậy mơ màng, xem qua dấu đất tràn tràn mới hay. Nửa mừng nửa lại sợ thay, chạy ra chốn cũ kiếm thầy Dân Tiên.
Mặt trời vừa khỏi mái hiên, người buôn kẻ bán chợ phiên nhộn nhàng. Hỏi thăm bà quán giữa đàn, bữa qua có thấy người tan chăng lạ. Quán rằng, thôi đã ra ma, khi mai làng xóm người đà đi chôn. Tiểu đồng nghe nói kinh hồn, hỏi rằng, biết chỗ nào chôn chỉ chừng. Tay lao nước mắt trưng trưng, sảy nghe tiếng nói, đầu rừng lao sao. Tiểu đồng vội vã bước vào, xóm làng mới hỏi, thằng nào tới đây? Đồng rằng, tới kiếm thầy, chẳng hay người thác mã này là ai? Người này, một gã con trai, ở đâu không biết lạc loài đến đây. Chân tai mặt mũi tốt thay, đau chi nên nổi nước này khá thương. Tiểu đồng chẳng kịp hỏi han, nằm lăn bên mã khóc than một hồi. Người đều xem thấy thương ôi, kêu nhau dắt cuốc đều lui ra đàn. Tiểu đồng nằm giữa rừng quan, che chòi giữ mã lòng toan trọn bề. Một mình ở đất đại đề, sớm đi khuyến giáo tối về quẩy đơm. Dốc lòng trả nợ áo cơm, sống mà trọn nghĩa thác thơm danh hiền. Thứ này đến thứ dân tiên, năm canh ngồi dựa be thuyền thở than. Trong khăn lụy nhỏ chứa chan, cảm thương phận tớ mắc nàng khi không. Lênh đênh thuyền giữa biển đông, riêng thân một tấm cô bồng ngẩn ngơ. Đêm khuya lặng lẽ như tờ, nghênh ngang sao mộc mịt mờ sương bay. Trịnh Hâm khi ấy ra tay, dân tiên bị gã xô ngay xuống dời. Trịnh Hâm giả tiếng kêu trời, cho người thức dậy lấy lời phôi pha. Trong thuyền ai nấy kêu la, đều thương họ Lục xót xa tấm lòng. Hồi 11, ngư ông vớt Lục dân tiên đem về nhà võ công. Dân tiên mình lụy giữa dòng, giao long dìu dắt vào trong bực trầy. Mây vừa trời đã sang ngày, thuyền chài xem thấy vớt ngay lên bờ. Khiến con dậy lửa một giờ, ông hơ bụng dạ, bà hơ mặt mày. Dân tiên vừa ấm chân tay, ngẩn ngơ hồn phách như say mới rồi. Ngỡ than mình phải nước trôi, hay đâu mình hãy đặng ngồi dương gian. Ngư ông khi ấy hỏi han, dân tiên thưa hết mọi đàn gần xa. Ngư rằng, người ở cùng ta, sớm mai hẫm hút một nhà cho vui. Tiên rằng, ông lấy chi nuôi, thân tôi như thể trái mùi trên cây. May đã trôi nổi đến đây, không chi báo đáp mệnh này trơ trơ. Ngư rằng, lòng lão chẳng mơ, dốc lòng nhân nghĩa há chờ trả ơn. Nước trong rửa ruột sạch trơn, một câu danh lợi chi sờn lòng đây. Trời voi mai dịnh vui dày, ngày kia hứng gió đêm này chơi trăng. Một mình thông thả làm ăn, khỏe quơ chạy kéo mệt quăng câu dầm. Nghêu ngao nay chích mai đầm, một bầu trời đất vui thầm ai hay. Kinh luân đã sẵn trong tay, thung dung dưới thế vui say trong trời. Thuyền nan một chiếc ở đời, tắm mưa trải gió trong dời hàng gian. Tiên rằng, vậy cũng một làng, võ công người ở gần đàn đây chăng? Khỏi ba khúc dịnh, thời lần đến nơi. Tiên rằng, xưa đã gá lời, sư gia bao nở đổi lời chẳng thương. Vợ chồng là đạo tao khương, chi bằng tới đó tầm phương gửi mình. Trăm năm muốn trọn ân tình, đương khi hoạn nạn ai đành bỏ nhau. Chúc nhờ cứu tử ân sâu, xin đem tới đó trước sau cho tròn. Ngươi rằng, làm đạo rễ con, cũng như sợi chỉ mà lọt trong kim. Sợ bay mà mỏi sức chim, bơ vơ cảnh lạ khôn tìm cây xưa. E khi chậm bước tới trưa, chớ đi sông cũ bến xưa mà lầm. Mấy ai ở đặng hảo tâm, nắng đung chót nón mưa dầm tả tơi. Mấy ai hay nghĩ diệt đời, nhớ nơi nghèo khổ quên nơi sang giàu. Đã ba thứ tốc trên đầu, gẫm trong sự thế thêm âu cho đời. Dân tiên thưa đã hết lời, ngư ông chẳng đã tách dời đưa sang. Dắt tiên vào chốn hậu đàn, võ công xem thấy lòng càng hổ ngươi. Chẳng qua sợ thế gian cười, một lời gượng gạo chào người ngày xưa. Ngư ông đã có công đưa, tới ngày sau sẽ lo lừa đền ơn. Ngư rằng, tôi chẳng lòng sờn, xin tròn nhân ngãi còn hơn bạc vàng. Nhớ xưa trong núi Lư Sang, có ông ngư phủ đưa chàng Ngũ Viên. Tới sau đình trưởng đổ thuyền, giúp người hạng võ qua miền Ô Giang. Xưa còn thương kẻ mắc nàng, huống nay ai nỡ quên đàn ngãi nhân. Một lời gắn giúp keo sơn, ngư ông từ giả lui chân xuống thuyền. Hồi 12, võ công giả đưa về Đông Thành,
đem Lục Vân Tiên bỏ trong hang Thương Tòng. Võ công không ngớt lòng phiền, ân tình thế lợi khó tuyền đặng dây. Vậy tiên, ngươi hãy ngồi đây, cho ta trở lại sau này liệu toan. Công rằng, hỡi mụ Quỳnh Trang, do lòng ái nữ thể loan thế nào? Mặt con toan liệu làm sao, vốn không ép vợ, nỡ nào ép con. Loan rằng, gót đỏ như son, xưa nay ai nỡ đem chôn xuống bụng. Ai cho sen muốn một bồn, ai từng tranh khế sánh phồn lũ lê. Thà không trót chịu một bề, nỡ đem mình ngọc giữa kề thất phu. Đã công chờ đợi danh nhu, trễ đâu có rễ đuôi mù thế ni. Đã nghe người nói hội này, rằng Dương Tử Trực chiếm trầy thủ khoa. Ta giàu muốn kết xuôi gia, họ Dương, họ Võ, một nhà mới xin. Công rằng, muốn trọn việc mình, phải toan một trước dứt tình mới xong. Nghe rằng trong núi Thương Tòng, có hang thâm thẳm bịt bùn khôn ra. Đông Thành ngàn dặm còn xa, đem chàng bỏ đó, ai mà biết đâu. Phút vừa trăng đã đứng đầu, Dân Tiên ngồi trước nhà cầu thở than. Võ công ra trước dỗ chàng, xuống thuyền rồi sẽ đưa sang Đông Thành. Ra đi đương lúc tam canh, dắt vào hang tối bỏ đành Dân Tiên. Bỏ rồi trón trén bước liền, xuống ngay chèo quế dời thuyền tách xa. Tiên rằng, các chú đưa ta, xin đưa tôi tới quê nhà sẽ hay. Ghi lòng dốc trọn thảo ngay, một phen mà khỏi ngàn ngày chẳng quên. Lặng nghe vắng tiếng hai bên, trong hang tâm tối đá trôn chập chồng. Dân Tiên khi ấy hãi hùng, nghĩ ra mới biết võ công hại mình. Nực cười con tạo trớ trinh, chữ duyên tráo trác, chữ tình lãng sao. Nghĩ mình tai hại biết bao, mới lên khỏi biển lại vào trong hang. Dây sầu ai khéo dương mang, tránh nơi lưới thỏ gặp đàn bẫy treo. Trong hang sao trước quạnh hiu, muốn ra cho khỏi ai dìu dắt đi. Quan gia nợ đã khéo gây, ôi thôi thân thể còn gì mà toan. Đã đành xa cõi nhân gian, dựa mình vào chốn thạch bàn nằm co. Đêm khuya ngọn gió thổi lò, sương sa lác đác mưa tro lạnh lùng. Năm ngày chịu đói khát rồng, nhờ ba quần thuốc đỏ lòng hôm mai. Hồi 13, Du Thần cứu ra khỏi hang, gặp Lão Tiều cổng Lục Vân Tiên về nhà. Du Thần xem thấy ai hoài, xét trong mình gã có bài phù tiên, mới hay là Lục Vân Tiên cùng nhau dìu dắt đều liền đem ra. Khỏi hang một dặm vừa xa, đến nơi đại lộ trời đà hừng đông. Du Thần trở lại sơn trung, Vân Tiên còn hãy giấc nồng mê man. Lão Tiều cơm gói sẵn sàng, sớm mai xách búa đi ngang vào rừng. Tới đường đại lộ là chừng, sảy nghe có tiếng trong rừng thở than. Hay là yêu quái tà gian, trung cây nhắc lão làm đường hại nhân. Lão Tiều liền bước lại gần, thiệt là một gã văn nhân mắc nàng. Chi bằng lên tiếng hỏi han, nhân sao mắc việc tai nạn thế này? Dân Tiên nghe tiếng mừng thay, vội vàng gượng dậy trình bày trước sau. Lão Tiều nghe nói giờ lâu, gẫm trong thế sự gật đầu thở than. Ít người trong tuyết đưa than, khó ngồi giữa chợ ai mạng đoái thương. Dân Tiên nghe nói mới tường, cũng trang ẩn vật biết đường thảo ngay. Ngửa trong lượng cả cao dày, cứu trong một buổi ơn đầy tái sinh. Mai sau về tới Đông Thành, đền ơn cứu khổ mới đành trả tôi. Lão Tiều mới nói, thôi thôi, làm ơn mà lại trong người sao hay. Già hay thương kẻ thảo ngay, này thôi để lão dắt ngay về nhà. Tiên rằng, trong dạ xót xa, nay đà sáu bữa không quà mùi chi. Lại thêm rủ liệt tứ chi, muốn đi theo đó mà đi khôn rồi. Lão Tiều này ngỡ nực cười, mở cơm trong gói miệng mời Dân Tiên. Gắng mà ăn uống cho yên, lão ra sức lão cổng tiên về nhà. Hồi 14, Hấn Minh đem Lục Vân Tiên về chùa. Khỏi rừng ra tới ngã ba, may đâu gặp một chàng là Hấn Minh. Lão Tiều lật đật buôn trình, Hấn Minh theo hỏi sự tình một khi. Dân Tiên nghe tiếng cố tri, vội mừng bạn cũ còn nghi nổi mình. Minh rằng, dám hỏi nhân huynh, cớ sao nên nổi thân hình thế ni? Tiên rằng, chẳng xiết nói chi, thân này nào có khác gì cây trôi. Linh đinh gió dập sống dồi, trời đây mai đó khôn rồi gian nan. Minh rằng,
đầy khó hỏi han, xin vào chùa sẽ luận bàn cùng nhau. Tiều rằng, chẳng dám ngồi lâu, vào rừng đốn củi bán chầu chợ phiên. Hấn Minh quỳ gối lạy liền, ơn ông cứu đặng dân tiên bạn lành, này hai lượng bạc trong mình, tôi xin báo đáp chút tình cho ông. Tiều rằng, vốn lão tình không, một mình ngơ ngẩn non tồng hôm mai, tấm lòng chẳng muốn của ai, lánh nơi danh lợi chông gai cực lòng. Kìa non nọ nước thông dông, trăng thanh gió mát bạn cùng hưu nay, công hầu phú quý mặc ai, lộc trừng gánh giác hai giai tháng ngày. Dân tiên nghe biết người ngay, hỏi thăm tên họ phòng ngày đền ơn. Lão Tiều trở lại Lâm Sơn, tiên minh hai gã đều hoàng âm mây. Tiên rằng, đã gặp khoa này, cớ sao Ngọc Hữu ở đây làm gì? Minh rằng, xưa dốc xuống thi, gặp nơi miếu giỏ để đi một lần. Anh thề về trước tỉnh thân, tôi thì mang gói sau lần ra kinh. Đi vừa tới huyện Loan Minh, gặp con quan huyện Đặng Sinh là chàng. Giàu sang, ỷ thế dọc ngang, gặp con gái tốt cường gian không nghị. Tôi bèn nổi giận một khi, giật chàng xuống đó bẻ đi một giò. Mình làm nỡ để ai lo, bỏ tay chịu trói nộp cho huyện đàn. Án đấy ra quận Sóc Phan, tôi bèn vượt ngục lánh đàn về đây. Vừa may mà gặp chùa này, mai danh ẩn tích bấy chày náo nương. Dân tiên nghe nói thảm thương, lại bày một khúc tai ương phận mình. Mình nghe tiên nói động tình, hai hàng châu lụy như bình nước nghiêng. Tiên rằng, thương cội xuân quyên, tuổi cao tác lớn, chịu phiền lao đao. Trong con như cá trong dào, mình này trôi nổi phương nào biết đâu. Dần mây giăng bạc trên đầu, 3 năm chưa trọn một câu sinh thành. Hữu tam bất hiếu đã đành, tiểu đồng trước đã vì mình thác quan. Tưởng thôi như cắt ruột gan, quặng đau chín khúc chứa chan mấy lần. Minh rằng, người ở trong trần, có khi phú quý, có lần gian nan. Thấp cao vàng biết tuổi vàng, gặp khi lửa đỏ máu càng thêm xuê. Thôi thôi, anh chớ vội về, ở đây nương náo toan bề thuốc thang. Bao giờ hết lúc tai nạn, đêm nhau ta sẽ lập đàn công danh. Cam La sớm gặp cũng xinh, muộn mà Khương Tử cũng dinh một đời. Nên hư có số ở trời, bôn chôn sau khỏi đổi dời sao xong. Dân tiên khi ấy an lòng, ở nơi am tự bạn cùng Hớn Minh. Võ công làm việc trớ trinh, dứt tình họ Lục, mến tình họ Dương. Kể từ định trước hại chàng, Thể Loan hớn hở lòng càng thêm vui. Ngày ngày trang điểm phấn dồi, phòng khi gặp gỡ đứng ngồi cho xuê. Xảy đâu Tử Trực vừa về, vào nhà họ Võ thăm bề dân tiên. Công rằng, ai, chớ hỏi thêm phiền, trước đã lâm bệnh, Quỳnh Tuyền xa chơi. Thương chàng phận bạc trong đời, cũng vì Nguyệt Lão xe lơi môi hồng. Nghe qua Tử Trực chạnh lòng, hai hàng nước mắt ròng ròng như mưa. Than rằng, chạnh nhớ linh xưa, nghĩa đà kết nghĩa, tình chưa phỉ tình. Trời sao nỡ phụ tài lành, bản vàng chưa thấy ngày xanh đã mòn. Cùng nhau chưa đặng vuông tròn, người đà sớm thác ta còn làm chi. Trong đời mấy bậc cú tri, mấy trang đồng đạo, mấy người đồng tâm. Công rằng, ta cũng thương thầm, tuổi duyên còn trẻ sắc cầm dở dang. Thôi thôi khuyên chớ thở than, đây đà tính đặng một đàn rất hay. Tới đây thì ở lại đây, cùng con gái lão sum vầy thất gia. Phòng khi hôm sớm vào ra, thấy ngươi Tử Trực cũng là thấy tiên. Trực rằng, ngồi giết dĩa nghiêng, anh em xưa có thề nguyện cùng nhau. Vợ tiên là Trực chị dâu, chị dâu em bạn dám đâu lỗi nghị. Chẳng hay người học sách chi, nói sao những tiếng dị kỳ khó nghe. Hay là học thói nước tề, vợ người tử cũ đưa về hoàng công. Hay là học thói đường cung, vợ người tiểu lạc sánh cùng thế dân. Người nay sao phải nhà Tần, bất di gã vợ dị nhân lấy lầm. Nói sao chẳng biết hổ thầm, người ta há phải là cầm thú sao. Võ công hổ thẹn xiết bao, ngồi trăng khôn cãi lẽ nào cho qua. Thể Loan trong cửa bước ra, miệng chào, thầy cử tân khoa mới về. Thiếp đà chẳng trọn lời thề, lỡ bề sửa trấp, lỡ bề nâng khăn. Tiếc thay dạ thỏ nặng nặng, đêm thu chờ đợi bóng trăng bấy chạy. Chẳng ưng thề cũng làm khuây, nỡ buông lời nói chẳng về chẳng kiên. Trực rằng, ai lữ phụng tiên,
Phụng Loan đem thói điêu thuyền trêu ngươi, một chồng ngọn cỏ còn tươi, lòng sao mà nỡ buông lời nguyệt qua. Hổ hang vậy cũng người ta, so loài cầm thú vậy mà khác chi. Dận tiền anh hỡi cố tri, suối vàng có biết sự ni chăng lạ. Tay lao nước mắt trở ra, về nhà sắm sửa tìm qua Đông Thành. Võ Công hổ thẹn trong lòng, năm ngày nhuốm bệnh thất tình chết quan. Thể Loan cùng mụ Quỳnh Trang, mẹ con đóng cửa cư tang trong nhà. Voi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác: podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ. Chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.